Yo, what's up? Xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của Tốp Mỡ. Và ngày hôm nay, sáng nay, Mỡ sẽ mang đến cho anh em điều mà tất cả anh em đã và đang hóng. Đó chính là gameplay về đấu sĩ phép thuật mới được cho ra mắt ở trong máy chủ thử nghiệm của Mobile Legends. Cái vị tướng đấu sĩ này có một cái tên gọi rất là Hy Lạp cổ, đó là Phoveus anh em ạ. Về cốt truyện của Phoveus thì vẫn chưa được chia sẻ ở trong game, nhưng đây sẽ là một cái vị tướng mà anh em phải hiểu ý là counter lại mọi chất tướng bay, nhảy, dịch chuyển các kiểu đồ ở trong Mobile Legends luôn. Kiểu như Fanny, Kaza, Châu gặp cái vị tướng này là to đầu hết, bởi vì nó gõ cho to đầu anh em ạ. Anh em ngó thấy những cái highlight của cái vị tướng Phoveus mà Mỡ có làm không ạ? Anh em đang tò mò về sức mạnh cụ thể của Phoveus như thế nào và kỹ năng của cái vị tướng này ra sao đúng không? Vậy thì hãy cùng tìm hiểu ngay trong cái video clip này của Mỡ nha. Let's get it! Ok, nội tại của Phoveus có tên gọi là cái trực giáp ma thần với cơ chế rất là đơn giản anh em ạ. Vũ khí của Phoveus có tên gọi là cái Sita, có thể cảm nhận được mọi kỹ năng dịch chuyển hoặc là lao đi xung quanh vị tướng Phoveus này. Vì vậy cho nên nếu như có kẻ địch sử dụng phép dịch chuyển, tốc biến hay bất kỳ kỹ năng nào thay đổi vị trí của bản thân chúng á, thì mọi kỹ năng của Phoveus sẽ được giảm thời gian hồi chiêu đi 1 giây. Ví dụ nhá, có 3 ông tướng địch dùng skill dịch chuyển xung quanh Phoveus thì Phoveus sẽ được giảm đi 3 giây hồi chiêu của mọi kỹ năng. Anh em hiểu không ạ? Đó, nội tại chỉ đơn giản là như vậy thôi. Rồi, skill 1, chiêu 1 của Phoveus có tên là cái ma năng tàn phá. Phoveus sẽ đập mạnh vũ khí xuống đất theo hướng chỉ định trước mặt ở tầm gần, gây sát thương cực lớn. Và đây cũng là skill gây đam chính của Phoveus luôn anh em nhé. Kỹ năng này có kèm làm chậm, và nếu Phoveus đập trúng tướng địch thì vị tướng này, cái vị tướng Phoveus ý, sẽ nhận được thêm một cái lớp giáp ảo gần bằng cái lượng sát thương mà cái vị tướng này gây ra. Lưu ý rằng ý là cái kỹ năng này sẽ có 3 stack cộng dồn. Đó, anh em hiểu cái chiêu 1 cơ chế chưa ạ? Rồi, chiêu thứ hai của Phoveus thì có tên là cái nhãn cầu đặc dị. Tầm thi triển của skill này khá là xa và cơ chế cũng rất là đơn giản thôi anh em ạ. Phoveus sẽ đặt một cái nhãn cầu ở một cái phạm vi cực xa, và ngay khi mà đặt xuống ý, thì nó sẽ làm chậm các mục tiêu đứng trên cái tầm ảnh hưởng của cái nhãn cầu này đi 40%. Rồi, được chưa ạ? Và tiếp này, sau 1 giây, nhãn cầu này sẽ kích nổ, gây sát thương và kéo toàn bộ mục tiêu đứng trên nhãn cầu này vào tâm. Và chú ý rằng nhá, nếu kẻ địch trúng phải cái skill 2 của Phoveus thì đây cũng được tính là một cái kỹ năng dịch chuyển, bởi vì nó thay đổi vị trí của kẻ địch mà anh em. Cho nên là nội tại của Phoveus cùng với đó là cái chiêu cuối của Phoveus đều được kích hoạt anh em nhá. Và chiêu cuối của Phoveus là gì? Nó là như thế này. Rồi, chiêu cuối của Phoveus có tên gọi là sức mạnh ma thần. Cơ chế chiêu cuối sẽ là như sau. Trong vòng 10 yard xung quanh Phoveus, nếu kẻ địch sử dụng kỹ năng dịch chuyển bất kỳ hoặc chúng bị dính chiêu 2 của Phoveus thì chiêu cuối của cái vị tướng này sẽ được kích hoạt. Đó, tức là chiêu cuối của Phoveus nó có điều kiện kích hoạt anh em ạ. Rồi, khi đó Phoveus có thể dịch chuyển tới mục tiêu đó, gây sát thương phạm vi cực lớn, anh em hiểu không ạ? Chưa hết nha, trong vòng 10 giây sau khi kích hoạt chiêu cuối, nếu có bất kỳ kỹ năng dịch chuyển nào của kẻ địch được thi chuyển xung quanh của Phoveus thì vị tướng này đều có thể dịch chuyển tới và gây sát thương. Thế cho nên những cái vị tướng như là Wanwan, Châu, Fanny, thậm chí là Ranger, bất kỳ vị tướng nào dịch chuyển càng nhiều thì càng toi về Phoveus anh em ạ, bởi vì nó nhảy cho to đầu luôn anh em ơi. Đó, anh em đã nắm được về cơ bản bộ kỹ năng của Phoveus chưa ạ? Chúng ta sẽ cùng đến với gameplay của Phoveus cụ thể ngay sau đây anh em nhé. Let's get it! Yo man, anh em đã gọi là xem qua những cái highlight mà Mỡ có chia sẻ với anh em về 4Players rồi đúng ạ. Thì đây Mỡ sẽ mang đến cho anh em là full gameplay luôn, để cho anh em thấy được rằng là cái vị tướng này sẽ có một cái lối chơi như thế nào nha. Thì đây chính là cái ngoại hình của cái vị tướng 4Players in game này anh em này. Có cho mình một cái chùy và rất là thú vị nha. Nếu như mà chúng ta ăn được vào cái con cỏ tung tăng đi trên sông ấy thì cái vị tướng này sẽ tăng tốc độ di chuyển đúng không ạ? Nhưng mà khi mà tăng tốc độ di chuyển thì cái vị tướng này sẽ ôm cái chùy để chạy cho nhanh. Còn bình thường sẽ là kéo lê cái chùy trên đất này như thế này anh em ạ. Và vũ khí của cái chùy của cái vị tướng 4Players này có tên gọi là cái Sita anh em nha. Và anh em thấy không ạ? Khi mà đập trúng kẻ địch thì vị tướng 4Players này sẽ nhận được một cái lượng giáp ảo. Và có đó chúng ta có thể dễ dàng trao đổi chiêu thức. Và cái chiêu thứ nhất của cái vị tướng 4Players này có cho mình đó là 3 stack cộng dồn anh em nhé. Và lưu ý rằng đây là một cái vị tướng đấu sĩ lên đồ và lên sát thương theo kiểu gọi là đồ phép, cho nên bảng ngọc cũng phải là bảng ngọc phép anh em nha. 4Players ở trong cái trận đấu này thì Mỡ sẽ sử dụng cho cái vị tướng này. Đó là cái gì anh em? Đó là cái bảng ngọc pháp sư điểm tài năng sùng bái để mà dồn đam cho nhanh anh em ạ. Ở trong trận đấu này là Mỡ cùng với Savana đối đầu với 4Players tình bạn luôn. Đặt ra cho mình đó là cái skill 2 nhãn cầu đặc dị. Và anh em nhớ cái skill 2 chưa ạ? Đó là khi mà kẻ địch đi vào cái chiêu nhãn cầu đặc dị này và sau 1 giây nó sẽ nổ và kéo kẻ địch vào trong tâm. Đó và trong cái tình huống này là dĩ nhiên là rất là dễ dàng, easy như một trò đùa rồi. Cô cho mình đó là mạng của 4Players tìm bạn và sau đó cùng với Savana lùi về, bởi vì xuống đường dưới đang là sự xuất hiện của God của mày, đó là cái vị tướng Franco anh em ạ. Rồi thì cái skill 2 của cái vị tướng 4Players này thì nó có tác dụng lên tất cả các mục tiêu anh em nha. Nhưng anh em lưu ý rằng ý, để mà hồi lại cho mình đó là cái lượng gọi là thời gian hồi chiêu đến từ bộ kỹ năng là bắt buộc 4Players là phải gọi là nhận được cái khả năng dịch chuyển, tức là phải đứng xung quanh của 4Players là những cái khả năng dịch chuyển đến từ những cái vị tướng tìm bạn anh em ạ. Chứ lính thì cho dù giật để các thứ kiểu không được đâu. Đây để Mỡ cho anh em xem này, đặt chiêu 2 nhãn cầu đặc dị nha, giật này. Đó anh em thấy không? Skill 2 nó sẽ hồi đi 1 giây. Và lưu ý rằng là bất kỳ nó sẽ tính theo cái số lượng kẻ địch đứng quanh 4Players anh em ạ. Và ở đây này, va chạm. Cái tình huống này thì không có được cho mình. Đó là cái, ở đây Mỡ vào này. Đó, chiêu cuối của Mỡ. Đó là cái sức mạnh ma thần được kích hoạt. Và Mỡ có được cho mình cái mạng hỗ trợ thôi. Bởi vì Natalia, cô ta vòng xuống, cô ta có được cho mình cái mạng easy nữa nhỉ. Kiểu thằng Mỡ nó làm hết rồi anh em. Và thật ra là Mỡ thấy là cái bộ kỹ năng của cái vị tướng 4Players này nó khá là đơn giản. Nhưng mà chẳng qua là chúng ta lúc Mỡ mới chơi ý, thì Mỡ thấy là cái bộ kỹ năng này nó đang hơi phức tạp một chút xíu. Nhưng thật ra kiểu chơi quen rồi ý, thì thấy là cái vị tướng này nó cũng không quá là khó. Và cái chất tướng 4Players sẽ cần phải farm khá nhiều để mà cái vị tướng này có thể lao vào anh em nha. Bởi vì 4Players sẽ làm cái chất tướng đấu sĩ theo kiểu gọi là dồn đam bằng kỹ năng anh em nhá. Đó, nó theo kiểu dồn đam bằng kỹ năng. Nó không giống như kiểu Savana hay là Kinavia đâu. Tức là nếu như mà anh em lên đồ theo kiểu đòn đánh tay của cái vị tướng 4Players thì không quá là mạnh anh em ạ. Ở trong tiểu này, Mỡ cùng với Savana đang dồn đam vào 4Players team bạn và có cái chạm sát ở đây. Mỡ hạ cũng được 4Players team bạn nhưng Savana cô ta cũng đã bị lôi theo mất rồi. Nhưng mà không sao, Mỡ bỏ túi cho mình đó là 2 mạng đầu game. Đấy anh em thấy không? Khi mà tăng tốc độ di chuyển kìa, nó ôm cục tạ anh em kìa. Đó. Và khi mà hết tốc độ di chuyển là bắt đầu lê cục tạ trên đất. Một cái nói chung là con 4Players này anh em nhìn cái ngoại hình thì nghe có vẻ là cứng đúng không ạ? Nhưng mà Mỡ thấy không cứng đâu. Rồi, đặt nhãn cầu đặc dị tốc biến đến từ cái chiêu cuối ở đây là dồn đam. Ui con tí máu kia đập cái á trọ. Ui, con tí máu kia. Trời má ơi, giờ làm nào giết được 2 thằng kia giờ? Ui Fanny đu ra, Mỡ có cho mình đó là cái chiêu cuối nhưng mà chiêu cuối này chỉ đu vào Fanny thôi. Thôi cũng đi trở lại toa xong rồi em ạ. Đó, và có một cái lưu ý là khi mà những cái mục tiêu tướng địch ý, mà sử dụng cái phép bổ trợ dịch chuyển của chúng ý, mà chiêu cuối được kích hoạt ý, thì trên đầu của những cái mục tiêu đó ý, thì nó sẽ có một cái con mắt được mở ra, một cái nhãn cầu được mở ra anh em nhá. Mà nó sẽ có một cái gọi là một cái đường kẻ nối từ cái vị tướng 4Players này đến một cái mục tiêu đó anh em thấy không ạ? Rồi, tốc biến cũng được tính nha. Kích hoạt lần thứ 2 của cái chiêu cuối này. Và đó là cái mạng thứ 3 của Mỡ trong trận đấu này. Anh em đã hiểu được cái cơ chế của cái chiêu cuối sức mạnh ma thần của 4Players chưa ạ? Tức là nếu như mà ở trong cái tình huống xong đúng không? Là Mỡ dùng cái skill 2 để mà khiến cho cái vị trí của cái vị tướng 4Players tình bạn dịch một tí. Sau đó chiêu cuối của Mỡ được kích hoạt đúng không? Mỡ lao vào nó đúng không ạ? Là hết lần sử dụng của chiêu cuối lên cái vị tướng đó. Nhưng ngay sau đó 4Players tình bạn tốc biến đi thì cái tốc biến đấy cũng được tính là một cái kỹ năng dịch chuyển, mà trong cái vòng 10 giây ý, là chiêu cuối của Mỡ nó vẫn đang còn tồn tại thì Mỡ được tốc biến thêm một cái lần nữa. Đó, cho nên là dăm 3 con Fanny là cái con 4Players này nó đu theo Fanny luôn anh em ạ. Thú vị là như vậy cơ. Còn ở đây này là God, anh ta bị khóa ánh sáng hạ gục. Và đây là 4Players team bạn. YOLO bro, level thì đã chênh ấy như nào Fanny bro. Đấy anh em thấy không? Cứ Fanny đu quanh chúng ta là chiêu cuối của Mỡ lại được kích hoạt này. Và ở đây này, Mỡ sẽ nhảy vào Franco, một gỗ Franco lên bảng điểm số. Nên nhớ rằng cái chiêu cuối sức mạnh ma thần này, cái lượng sát thương của nó khá là to anh em nha. Và nhún. Ừ, ok. Và thật sự phải nói rất là fun khi mà có hai vị tướng Fovius đối đầu với nhau trong cái tình huống này, là kiểu giã lần anh em ạ. Kiểu nhảy cho to đầu anh em, tưởng tượng đi, cũng hợp lý đúng không? Cầm cái quả tạ xong rồi ném thẳng vào đầu đối phương cũng là thốn đấy anh em ạ. Đó, thì cái vị tướng này thì ban đầu là Mỡ cũng gọi là làm cái video clip không để cho anh em xem. Nhưng bởi vì cái bộ kỹ năng của cái vị tướng này hơi phức tạp một chút xíu, mà nó cũng không quá là phức tạp giống như cái con Beatrix, cho nên là Mỡ cũng phải làm cái video clip để mà giới thiệu cho anh em dễ. Nhưng đây cũng là một cái vị tướng khá là khó chơi đấy anh em ạ, chứ nó không dễ chơi đâu. Mỡ cũng phải chơi đến tận trận thứ 6 hay trận thứ 7 thì mới hiểu được cái bộ kỹ năng và kiểu phối hợp thuần thục với bộ kỹ năng của cái vị tướng này á. Thì combo của Fovius rất là đơn giản. Đó là nếu như mà anh em muốn áp sát cái vị tướng team bạn từ rất xa là anh em chỉ cần dùng cái nhãn cầu đặc dị này, đó sử dụng chính xác. Thì lúc đó nếu như mà chúng ta khiến cho cái địch nó bị hút vào á, là chúng ta tốc biến được đến bằng cái chiêu cuối. Thì sau khi xong là chúng ta gõ chiêu 1, gõ cái ma năng tàn phá thôi. Đó, và nếu như mà cái địch có tốc biến hay làm gì đó thì chúng ta dùng cái chiêu cuối đu lên tiếp. Đó, thì Mỡ cầm phép chừng chảm sát ở trong cái trận đấu này là để cho nó thêm đam, cho nó đủ đam. Còn Fovius này thì sau khoảng độ tầm 5 hay 6 trận Mỡ chơi thì Mỡ đúc kết dòng điều rằng là đi rừng con này hơi tù anh em nha. Ở đây này, tốc biến thẳng vào mặt của cái vị tướng God và anh ta phải lên bảng điểm số. Tiếp tục tốc biến đến từ cái chiêu cuối vào người của cái vị tướng Fanny, đặt ra cái skill 2, tốc biến một lần nữa vào đầu của Franco và lùi lại. Ừ, anh em thấy con này chơi thú vị không anh em? Và cái bộ kỹ năng của cái vị tướng Fovius này thì thời gian hồi chiêu nó cũng khá là bình thường chứ không còn lâu. Nhưng nếu như mà chúng ta tham gia giao tranh ở một cái thế trận mà team bạn nhiều những cái kỹ năng đu các thứ kiểu Fanny này là bộ kỹ năng của Fovius hồi nhanh cực kỳ luôn. Rồi Fanny đu ra ở đây đúng không ạ? Mỡ gõ được vào đầu của Fanny này. Ừ. Ấy, ui vãi cả lông nách ạ, tự nhiên cái con Kling nó từ đâu nó đu ra nó bạch mấy cái, Mỡ đi chân lạnh toát rồi anh em ạ. Nhưng thôi không sao, quay trở lại đối với giao tranh. Thì lúc nãy hình như là Mỡ có nói với anh em rồi đúng không ạ? Bởi vì là Mỡ thấy là cái ngoại hình của con Fovius này trông có vẻ là cục xúc nhưng thật ra là giấy lắm anh em ạ. Đó, với cả cái chất tướng của Fovius này nó không thực sự quá là cơ động, khi mà cái vị tướng này ý, là hoàn toàn không có bất kỳ một cái kỹ năng nào để mà tẩu thoát khỏi giao tranh cả. Mà những cái sự cơ động của Fovius là nó chỉ phụ thuộc mỗi vào cái chiêu cuối thôi anh em ạ. Và chúng ta cần phải có cho mình một cái nhãn cầu đặc dị đặt chính xác, rồi chúng ta mới có thể dồn down được. Ơ này, bức à? Sao Mỡ không lao được vào này? À không sao, vẫn dã lần được anh em. Này, anh em này, anh em thấy không? Cái con Fovius này thì hình như là đang gặp một cái vấn đề khi mà Mỡ chơi ấy, là nếu như mà gặp phải Fovius của team bạn thì hình như là cái chiêu cuối nó bị gọi là nó bị conflict, tức là nó kiểu bị lỗi lên nhau anh em. Cho nên đôi khi kiểu rõ ràng cái địch bay qua mặt của chúng ta mà chúng ta có chiêu cuối đang ở trong trạng thái hồi mà chúng ta không ấn được, bởi vì đơn giản là nó sẽ bị một số cái lỗi nhẹ. Dĩ nhiên là cái con tướng này nó vừa mới ra mắt vào ngày hôm qua thôi, cho nên là dĩ nhiên là nó sẽ có những cái lỗi nhỏ, mong anh em thông cảm. Về cơ bản là cái cách chơi của cái vị tướng này nó sẽ là như vậy. Rồi ở đây là Mỡ thấy đó là God này, Tiramisu à, đặt chiêu thứ hai nhãn cầu đặc dị này. Rồi anh em thấy không, chiêu cuối ngay lập tức nó được kích hoạt, và cái thời gian kích hoạt chiêu cuối này nó sẽ là kéo dài trong vòng 3 giây anh em nhé. Đó, cho nên là trong vòng 3 giây anh em có thể quyết định rằng là chúng ta có nên vào hay không. Nhưng lưu ý rằng khi mà chúng ta vào chúng ta không ra được đâu, chúng ta không có cái skill nào để mà ra được đâu. Cho nên là cái con Fovius này là hạn chế băng trụ và đánh nhau với team, thì lúc đó anh em sẽ có cho mình cái thế trận nó rất là khởi sắc. Còn lao vào xong rồi là không ra được là anh em cũng đi trở lại toát ạ. Thì lúc đó anh em sẽ phải cầm tốc biến, hoặc là anh em sẽ phải cầm thanh tẩy, hoặc là anh em sẽ phải cầm cái quyền trượng mùa đông để mà tự bảo vệ bản thân mình. Đó, mà trong trận đấu này thì Mỡ sẽ đánh theo kiểu bó cẩn yellow, nên là Mỡ cầm chám sát. Nhưng mà Mỡ thấy là cái con Fovius này đánh kiểu nó cứ cục xúc như nào anh em nhỉ, nó cứ đấm đàm với cả quăng cấy, cảm giác như là kiểu nó không được hợp lý lắm, cảm giác như thế anh em ạ. Thôi có lẽ rằng đây là thiết kế và tạo hình đến từ vị trí của Moontoon, mà Mỡ thấy là bây giờ Moontoon đang cố gắng để tạo ra những cái vị tướng kiểu nó hơi lạ lạ và dị anh em ạ. Ở đây này, Mỡ thấy Savana đang 1v4, Mỡ nhảy vào đấy từ cái chiêu cuối, một gỗ và một quật, đó là Fanny team bạn phải lên bảng điểm số. Thôi thằng Mỡ cũng đi trở lại toát rồi anh em, ở đây đông quá à, 4 thành viên team bạn cơ. Team của Mỡ thì ui rồi ôi bố sát thủ, ôi rồi ôi bố Wanwan, ui rồi ôi bố ý nhảy xong bị cái con Fovius nó gõ cho to đầu kìa anh em kìa. Đó, nói chung là Wanwan ở trong cái trận đấu này là cũng hơi rèn với Fovius, bởi vì nó cứ hổ bộ chảo nội tại nó nhảy đi một bước là con Fovius này nó được kích hoạt chiêu cuối mà anh em, kích hoạt liên tục luôn trong 10 giây anh em ạ. Đó, và thôi ở trong cái tình huống này là thôi cụ đi chân lạnh toát rồi. Mỡ không có cách nào cứu được Savana bởi vì là Mỡ dùng cái ma năng đặc dị sai, cái nhãn cầu đặc dị sai. Ở đây này, từ từ nha. Mỡ không lao vào con Phobia team bạn đâu, Mỡ đang dình để lao vào cái con đằng sau cơ. Cái con God anh em này, anh em nhìn đã, đó đặt này, chú không ạ? Rồi, nhảy luôn ra đằng sau này, một gõ vào đầu thằng 75 quay ra ngất này, gõ. Ây da, cái đậu xanh rau muống nó sao con này cứng thế nhở? Đam con này. Ui má ơi, nó cầm cái giáp tàn bạo kia kìa, cái mả bố nhà nó hỏi sao nó gõ đau vãi nồi luôn. Nhưng mà với cả cái tình huống vừa xong là Mỡ cũng hết đam để mà gõ thằng God rồi, nhưng không sao, shutdown được God là cái mạng khá là ngon. Đó, về cơ bản là Mỡ thấy cái vị tướng này nó cũng đang khá là khó chơi anh em ạ. Không biết anh em nghĩ như nào nhưng mà Mỡ thấy cái vị tướng này khá là khó chơi. Cách combo nó sẽ là như này này, đặt cái nhãn cầu đặc dị này, một nhảy vào đầu này. Mỡ thấy con Kling này còn tốc biến. Đúng rồi, cái con Kling nó còn cái skill 2 quang thòng lọng mà. Đó, cái kỹ năng đó cũng được tính là kỹ năng dịch chuyển. Đó, cho nên là nếu như anh em làm được trọn vẹn một combo là đặt cái nhãn cầu đặc dị chuẩn xác ý, kích chiêu cuối lao vào, gõ chiêu một combo của con này sẽ là 231 anh em nhá. Và chờ cho kẻ địch tiếp tục sử dụng cái skill dịch chuyển của họ là tiếp tục gõ chiêu cuối tiếp. Đó, cho nên là cái con bộ kỹ năng của con Fovius này cũng khá là hay ho á. Nó sẽ đem đến một cái trải nghiệm rất là mới và là để counter những cái vị tướng có cái kỹ năng dịch chuyển rất là thú vị. Nhiều anh em khi mà nghĩ đến Mỡ nói cái việc counter là anh em sẽ nghĩ đến việc là Mỡ đang bảo là counter như kiểu khu pha đúng không ạ? Không, con này counter theo kiểu nó gõ cho to đầu luôn anh em ạ. Rồi, ok là để xem cái thế trận này sẽ là đánh như thế nào nha. Mỡ thủ một chút xíu này, xét đồ và bảng ngọc thì Mỡ sẽ để ở góc dưới bên trái, và bảng ngọc thì Mỡ sẽ để ở đầu video clip cho anh em xem. Đó, thì con này anh em cứ lên full dam phép ý, với cả full thời gian hồi chiêu cho Mỡ để mà gõ cho thốn, chứ anh em đừng lên tốc đánh các thứ các kiểu nha. Con này không giống như kiểu Savana hay là Kinavia đâu, mà con này là đam càng to thì nó gõ càng thốn. Đó, nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Và gõ là đam là đến từ cái skill thứ nhất, cái ma năng tàn phá anh em nha. Rồi, ở đây là Mỡ thấy ui Savana bị thằng Franco nó kéo xong nó cắn. Đu từ từ nha, từ từ cho nó đu anh em nha. Thôi chắc là mình lùi về đi, bởi vì tầm này team bạn cái con Kling bắn khá là thốn. Chắc là Mỡ sẽ về nhà regame một chút xíu, sau đó lên đường trên để mà va chạm một tí với Foveus team bạn. Thanh niên Foveus team bạn này hình như đánh con xe hơi cực anh em ạ, bởi vì thanh niên hình như lên đồ tanh. Nhìn nó đánh kìa, má tục thì thôi rồi anh em ạ. Có lẽ rằng là ui team Mỡ lại chết 4 thằng rồi. Team Mỡ có cái ông xạ thủ. Ui, từ từ nhá. Gõ, nhún. Ê chả men. Ấy. Mỡ biết mà, thế nào thanh niên này cũng quen tay để mà ấn thêm một lần nữa anh em ạ, để mà đu về phía Mỡ. Nhưng mà thôi, nó lại cụ đi chân lại toát anh em ạ. Dầu men, chơi con này thú vị vãi nồi luôn anh em. Thế trận này kiểu cho dù thắng hay thua thì Mỡ chắc là vẫn sẽ up lên cho anh em xem thôi, bởi vì chơi con Fovius này khá là thú vị. Nhưng mà hôm nay cũng là đây là cái trận thứ 7, trận thứ 8 Mỡ chơi rồi. Làm highlight về con này khá là khó, thật sự phải nói với anh em là như vậy. Bởi vì là cái con này nó làm cái chất tướng đấu sĩ theo cái kiểu gọi là đi đánh nhau, đấu sĩ phép, nó không có đam để mà đẩy nhà đâu anh em ạ. Đây này, làm lại một lần nữa với Kling đường dưới cho anh em xem này, đặt nhãn cầu đặc dị chuẩn là Kling lên bảng điểm số này, một gõ đến từ chiều cuối này, gõ thường chiều 1 này, tiếp tục gõ đến từ chiều cuối này, gõ thường đến từ chiều 1 này, và đó. Combo con Fovius anh em thấy phũ không ạ? Tức là bây giờ ấy, cái thằng nào mà kiểu có những cái kỹ năng kiểu dịch chuyển tốc biến các thứ các kiểu mà có quay á, con Fovius này nó cần tất anh em ạ. Kiểu cứ có quay vớ vẩn đi, trong vòng 10 giây mà con Fovius này có cái chiêu cuối thì nó có quay lại thấy bà nội bà ngoại rồi anh em ơi. Rồi, ở đây là Franco. Úi giời ơi, từ từ nha, Mỡ sẽ đi vào bộ Mỡ gõ thằng God nha. Bật hòa đá, gõ thằng God. Tốc biến này, lag này, ôi bấc này. Trời má, Mỡ không bay được đến con nào luôn này. Vãi nồi, bấc là tại vì con Fovius anh em không lao được này anh em này. Đó, chiêu cuối nó được bật lên nhưng mà không lao được đến con nào cả, bởi vì là tình huống vừa xong là có bấc đến từ Fovius của bên phía team bạn. Đó, nhưng bây giờ lao được đến này anh em này, lao đến là nó chết bố rồi. Thì thôi không sao. Đó, thì dĩ nhiên là vẫn sẽ còn bug, bởi vì ở thời điểm hiện tại Fovius mới chỉ được ra mắt trong Mobile Legends mấy thử nghiệm ấy thì được có 1 ngày tuổi mà thôi. Cho nên là bug nó cũng là điều dĩ nhiên, là Mỡ nghĩ rằng là bug là đến từ cái thằng Fovius team nó kìa anh em kìa. Anh em này, không lao này anh em này. Đó, nó đang không lao được này anh em này. Ở đây gọi là được rồi. Gõ, nhún, nhảy. Mỡ có chản sát và Mỡ lên đam anh em ạ. Và ấy đấy, anh em thấy không? Quên mất cái tầm vừa xong là cũng không thi triển được. Nhưng mà đó là những cái mà Mỡ thấy cái con Fovius này nó mang đến những cái trải nghiệm rất là mới, rất là thú vị, kiểu nó bị gọi là buồn cười á. Đó, nhưng mà có lẽ rằng là thôi, trận này vui như vậy là cũng đủ rồi. Tập này chúng ta tìm cách để mà chúng ta end game thôi. Khi mà team Mỡ có hai con sát thủ đang hơi tấu hài, đấy là con Natalia với cả cái thằng Hayabusa, đang gọi là thi nhau xem đứa nào chết nhiều hơn, đứa nào chết ít hơn, đứa đấy làm chó anh em ạ. Bọn nó chết nhiều ấy. Nên là đây anh em thấy không, một đứa thì 19 kìa, đứa còn lại thì 20. Cánh mả bố ấy, hai thằng này thề với anh em luôn, thề luôn. Cánh hai cái chuyện này là cái chuyện quá là bình thường mà kiểu nó gặp rất là đơn giản ở trong cái máy chủ thử nghiệm anh em ạ. Kiểu sẽ có những cái người chơi kiểu người ta vào test tướng phân phân, người ta cũng chả quan tâm đến thắng thua. Thật ra Mỡ cũng chả quan tâm đến thắng thua đâu, mà Mỡ muốn review skin là gặp phải mấy ông này đánh hơi khó. Rồi xuống đường dưới này để xem Natalia và Mỡ có hạ gục đi được cái vị tướng Kling này không. Nhưng mà khả năng cao là Kling nó không về đâu, nó thấy con Nata ít máu này chắc là nó sẽ đi quanh quanh đâu đây anh em này. Combo của cái vị tướng Fovius này cũng rất là đơn giản thôi anh em nhớ chưa, 2-3-1 đó. À đây này đặt hai trước này rồi gõ chiêu một này, chiêu cuối được kích hoạt này. Thanh tẩy thì Mỡ đâu có ngán đâu, bởi vì thanh tẩy đâu có thanh tẩy được cái kỹ năng của cái bộ kỹ năng của cái vị tướng Fovius đâu. Cắn Mỡ hả, cắn Mỡ này. Dịch chuyển ấy cho rồi. Ở đây là Franco phải lên bàn đánh số. Hồi chiêu anh em kìa hồi chiêu của chúng tôi này. Má thề với anh em luôn, cái tình huống vừa xong là đúng kiểu con Fanny nó tự bóp đó anh em ạ. Khi mà kiểu nó cứ đu qua đu lại là cái bộ kỹ năng của Fovius nó lại được hồi chiêu anh em. Nó lại là thú vị. Thôi xong tầm này ôi lại đóng băng, mình cùng nhau gọi là đóng băng. Chấm dứt đến từ vị trí của Mỡ và thôi. Tầm này là end game thôi anh em nhỉ. Game này là quá dễ rồi. Đó, vậy trên đây là toàn bộ cái video clip mà Mỡ muốn chia sẻ với anh em về gameplay cũng như là bộ kỹ năng tổng thể của Fovius, cái vị tướng mới được ra mắt 1 ngày tuổi ở trong cái tựa game Mobile Legends. Không biết quan điểm của anh em như nào, góc nhìn của anh em ra sao, đừng quên để lại cho Mỡ một like, đăng ký kênh và hẹn gặp lại anh em ở trong những cái video clip tiếp theo nhé. Bye bye anh em.